Factor BRF gam 1, giải pháp mới cho bệnh nhân đang điều trị ung thư. Hiện nay, bệnh ung thư được xem là sát thủ gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Tại Việt Nam, số người mắc bệnh ung thư ngày một gia tăng. Và theo số liệu thống kê mới nhất của Hiệp hội Ung thư Việt Nam, mỗi năm cả nước có thêm khoảng 150.000 ca mắc bệnh mới và 75.000 ca tử vong do ung thư. Hóa trị liệu là một vũ khí quan trọng trong điều trị ung thư. Tuy nhiên, các bệnh nhân luôn cảm thấy lo lắng vì có quá nhiều tác dụng phụ do thuốc mang lại bởi những hóa chất này được đưa đi khắp cơ thể. Sau khi tôi hóa trị xong thì cơ thể tôi nó mệt mỏi lắm. Tôi đi không nổi nữa mà cơn chân tay nó nhức lắm. Lúc đó là tôi cảm thấy là tôi chết rồi, chứ không thể sống được. Đi không được, đi ngồi vậy rồi cái nó mệt lắm. Nhiều bệnh nhân ung thư chết do suy kiệt trước khi chết vì khối ung thư. Và điều này cho thấy cần phải giảm thiểu các tác dụng phụ của bệnh nhân nhằm nâng cao chất lượng điều trị và mang lại những lợi ích thiết thực cho bệnh nhân ung thư. Doctor BRF gam 1 là một giải pháp hữu hiệu hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị ung thư không còn mang nỗi ám ảnh quá lớn về phản ứng phụ của thuốc khi đang điều trị bằng hóa trị liệu. Với thành phần chính là chiết xuất nấm phương chi kết hợp cùng nấm linh chi và curcumin, Doctor BRF gam 1 hỗ trợ giảm nhanh các phản ứng phụ của thuốc khi đang điều trị ung thư, giúp bệnh nhân ăn ngon, dễ ngủ, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Tôi thuốc được khoảng 4-5 ngày thì tôi thấy cơ thể tôi khỏe dần và tôi ăn được, và lúc đó thì cũng nhức nó cũng giảm dần. Đó, tháng đầu tiên đã gần 5 kg. Tay thì nó tê rồi, nó nhức lắm, như cái dây thì nhức, như bây giờ nó hết rồi, hết nhức mà ăn ngủ rồi bình thường. Sản phẩm Doctor BRF K1 giúp bệnh nhân ăn ngon miệng, dễ ngủ, chống suy nhược, giảm đau, tăng cường hệ miễn dịch và nâng cao thể trạng cho bệnh nhân. Doctor BRF K1 giảm nhanh các tác dụng phụ trong quá trình điều trị ung thư.